Máy này anh bán nhiêu anh? 160. 160 máy này động cơ gì? Hino 6. Hino 6 ha. Ừ. Ê, lính này già chạy hết nổi rồi. Tại đi cứu vợ anh nữa. Tại không có người chạy cho nên bán phải không anh ha? Đúng rồi. Anh đòi vợ quá trời rồi. Đây thì động cơ của Hino 6 nha anh em. Này là 6 máy phải không anh? 6 máy. Hộp số cũng của thằng nào? Hộp số tôi cũng không gành. Phải mấy hộp số mới được. Số chạy số xế hả? Dạ. Cái này đồ đấu không à? Vậy là đồ binh không hả? Ờ, bên này mình đóng nhà. Dạ. Xưởng Chí Linh đóng. Dàn xế bề ngang mấy anh? 3 mét. 3 mét luôn ha. Đợi máy lên thử không? Rồi rồi, đề máy thử coi. Máy thử luôn, ben rồi luôn. Ben đồ cho ngon lành coi, cho người ta vô, người ta coi rồi. Tại vì không có người chạy cho nên bán cái này mà. Wow. Bắt hộp cái hơi đó nè. Nẹt cái ơi. Rồi phần máy thì ok đó, anh em mua về thì cứ vận hành thôi chứ không còn gì hết. Máy này máy đóng sẵn nhà luôn à. Tại vì không có người làm cho nên bán. Không chữ công là chạy rồi xích bẩn luôn á. Xích này xích máy anh? Xích 100 lẻ. Xích 100 lẻ luôn ha. Xích lớn hết còn luôn nha anh em, máy này chạy thì bao phê luôn. Phần này thì ở bên đây nè ha. Thì Hino 6 chạy thứ gì chịu nổi anh em ơi. 160 triệu nha anh em. Máy này chạy công suất một ngày tiếng hồ được bao nhiêu công anh ha? Tiếng hồ 12 công ha. Xới sâu dữ luôn. Sâu. Dạ. Tiếng đồng hồ 12 công nghe anh em. Dần chân nó sắc sảo lắm anh em ơi. Đứng từ 3 mừ luôn. Số này là số đấu rồi nè. Tại không có người làm bán luôn. Nhưng máy vẫn còn hoạt động bình thường ha. Một tiếng đồng hồ là 12 công đến 15 công. Dàn xới thì bề ngang 3 mét. Máy cũng đang vận hành bình thường nha anh em. Cái hơi dữ trời, cái hơi lắm, bằng chừng 100 lẻ chạy thứ gì chịu nổi. Rồi 160 còn thương lượng nha anh em. Dừng chân 100 lẻ thì anh em biết sẵn là đi này thì bao phê. Lát có gì nhé, số em cái ra ha. Rồi, như vậy thì anh em cứ tham khảo ha. $160 triệu còn thương lượng nghe anh em.
3 7.